quý vị cho một tràng vỗ tay cho Tấn Vinh 50 đồng. Nhóm bạn hữu của anh Thiện Đàn Bầu 300 đồng. Giá thật là hơn quý vị thân nhiều, nhưng của anh Mạnh Thường Quân thật nhiều. Dạ thưa quý vị, để liên tục chương trình vào ngày hôm nay thì xin quý vị hướng về sân khấu để thưởng thức qua tiếng hát của nam nghệ sĩ Thanh Trung. Sẽ gửi đến quý vị hai câu vọng cổ trong trích đoạn Vợ Thù Cải Lương Nhì Kiều Tướng Quân. Và xin quý vị cho anh chung một tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần. Thanh Trung ơi, xin kính chào tái ngộ quý vị. Máu ta đã đỡ đủ cơn đầy kiêu hãnh, nhưng Lê Minh còn một điều sau vui là phải cố gắng quay về cho kịp mơ. Thank you.
Kính chào quý vị. Và để liên tục chương trình ngày hôm nay thì xin quý vị hướng về sân khấu để thưởng thức một nghệ sĩ lão thành mà từ ở Queensland đây để dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Nhưng mà lúc đầu thì chú hơi mệt cho nên chú không có hát. Bây giờ có một chú ở từ ở Newcastle lên và yêu cầu chú Tư hát một bài để tặng cho chú ở Newcastle. Và xin quý vị hướng về sân khấu là đây một lớp năm hai. Bởi vì ta nói khổ lắm, già rồi móc không có vô nữa. Cảm ơn. Tôi xin kính chào quý vị. Tôi từ cái xe xuống được mấy anh em với ông mời xuống, thấy cái bữa dỗ tổ mình rất thành công, rồi bắt tôi liên gặp đàn chú thị anh Sơn đi xong ở như cái sò xuống, thì bữa nay uống chung rượu nước thang nó hàng tiếng quá. Nhưng mà tôi gặp chú thị trong cái năm nay có gì sò xuống xong đi ra thử, tôi cũng 84 tuổi rồi. Vừa bán chiếu chỉ tư hồ
Nhưng mà nếu mà quý vị hát tân nhạc thì đăng ký thêm
À, bây giờ mình hơi chấp tí xíu tại vòng cổ nó còn quá nhiều, tới 60 bản nữa. Nhưng mà bên Tân Nhạc thì hai bản, bây giờ mình cho chấp xin phép cho Trường Công chấp bên Tân Nhạc một bản nữa. Thì bây giờ xin mời anh Thuận từ Queensland lên để mà dự cái buổi tiệc ngày hôm nay, cũng là một nghệ sĩ rất là yêu mến của bộ môn nghệ thuật cái linh chúng ta. Và xin quý vị hướng về sân khấu để thưởng thức qua bài hát được mang tên là Hương Nhãn Bạc Liêu, thần của Queensland. Con đò xưa dòng sông năm cũ nắng lối thời, dòng nhàn thân thân mẫu hương xa mờ bao năm đã không quay về. Qua cầu mây đâu đã biến nhớ tiếng đàn Yeah.
đi. Anh Tám, anh Hữu Tâm, ha, ca một bài dùng cầu nữa, là tại vì có một số khán giả mà yêu cầu Minh Quang. Minh Quang sẽ gửi đến tất cả quý vị qua bài hát được mang tên là Ly Rượu Đồn Diêm. Tôi nói thiệt nha, mai mốt tôi làm đệ tử hay hoặc là em gì của Tấn Tài hay Minh Cảnh gì với em của Minh Dương, người ta yêu cầu quá. Tôi nói thiệt, tôi không biết là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thì tôi gặp cái này để tôi làm Minh Cảnh. Và mai mốt Trường Tông sẽ trở thành Tấn Tài hai, chứ không thèm rãi để cho quý vị yêu cầu chơi. Chứ bây giờ xin quý vị một lần nữa cho Minh Quang một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần một lần thứ 8. Hãy subscribe.